Vâng, chào các bác và anh em nhé. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì sau khi lắp đặt tại Gia Lộc Hải Dương cho nhà một bác khách xong thì anh em Hoàng Long lại di chuyển xuống Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Hiện tại anh em vừa đến nơi setup cho nhà anh Vững một cấu hình combo. Địa chỉ của anh Vững là thôn Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đấy, một cấu hình combo cũng khá là VIP đấy ạ. Một đôi loa B12, một đẩy X22, một sub mon tơ 30, một mic bay 1. Anh em vừa đến nơi cho hàng vào xong. Tất cả phù hợp với đai luôn. Đây là những thiết bị cũ của nhà anh Vững. Sẽ dỡ bỏ hết, thay thế hoàn toàn bằng thiết bị loa mới của Hoàng Long các bạn. Thế anh mua loa anh không phải gì chị à? Thế à? Cứ nói đi, em có quay đâu mà. Thế nào, thế vào nhà hỏi có nhầm nhà rồi. Thế à? Thế là hôm nay sinh nhật chị, là anh muốn tạo bất ngờ chị. Cái này sinh nhật mẹ không con? Không biết à? Không biết à? Anh chưa chơi nhiều phết nhỉ? Con cả JBL loa đấy. Tổng cảnh nặng nề. Rất chi là tổng cảnh. Thiết bị tổng cảnh này sẽ thay thế bằng một con đẩy X22 của Hoàng Long. Chỉ cần một con thôi các bạn. Thay thế hết những đống tổng cảnh này. Không những tổng cảnh về thiết bị mà dây cắt rất chi là lòng măng. Rồi, các bác và anh em chờ trong giây lát, đội ngũ kỹ thuật sẽ setup cái cấu hình combo và không gian nhà giữ. Oh.
rồi đứng đó như hình một pho tượng. Chờ đợi đây, đợi đợi đây và tìm mãi nơi. Nghe núi tiếng gào thét giữa một sông khơi. Nghe trái tim rung lên bồi hồi. Mong gì gặp lại đàn tư. Thank you.